Trận bán kết giải bóng đá sinh viên SV Cup giữa Đại học Thủy lợi và Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chắc chắn với không nhiều cơ hội tạo ra. Sau hai hiệp hòa nhau không đều, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để tìm ra đội thắng cuộc. Tại đây, đội Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh là những người thi đấu xuất sắc hơn để giành chiến thắng 6 năm. Đối thủ của họ tại trận đấu cuối cùng lại Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, sau khi đội bóng này thắng 2-1 trước Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Trận chung kết của giải diễn ra vào ngày 27 tháng 12. Handy hảo hảo, hơn cả móng tủ còn là chiến hữu. TH2T thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Yoga Bola, Pizza Racer, bứt tốc tạo lối riêng.